Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu M41 Reformer. Anh nhớ trận này mình sẽ không quay, nhưng mình thấy team bạn bắn rất là hay, hơn mình tận một round đấu nên mình sẽ quyết định là quay lại. Và hiện tại thì mình mới cân được hai người. Nãy thì không tính quay nên để mất cơ hội cho anh em xem một pha double kill huyền thoại ngay cái lỗ đấy. À, nó giết hai người ở khu vực hồi sinh. Hồi sinh này ăn nguyên một quả headshot luôn cho nó chất. Cái tội ăn nhiều. À, cái khẩu súng M41 Transformer này thì anh em yêu cầu cũng khá là nhiều nên mình quyết định là cho em nó lên TV luôn. À, cái dòng Transformer thì bắn ở phê, ngay cả AK hay là M4 đều có chất lượng bắn cũng tốt gần như nhau. AK thì ngon hơn, mình đánh giá là như thế. Còn bạn nào quen M4 thì có lẽ là có thể đánh giá M4 ngon hơn. Đây, cái dòng này nó sấy tầm gần phê lắm, nó không có giật nhiều, nó dễ ghim tâm. Bình tĩnh xem nào. Hai cái khẩu M4 A1 Transformer hay là AK Transformer thì mình thích là AK hơn. Tại vì AK sấy phê, đam to và đục thủng mắc chất. Cao A3, ok biết rồi. Thì chắc chắn nó sẽ đẩy vào A. Không biết là có người đứng lại cover không. A à. May quá. Mình vừa thấy luôn. Rồi, chắc là nó đẩy hết vào A rồi. Mình có nên đi vào không ta? À, thì nhiên đổi súng. Này thì đổi súng ấy. Thì nhiên đổi súng vãi nồi. Không biết tự nhiên đổi súng gì. Một bố một Penny. Bom A, biết rồi. Nhưng bây giờ, úi giời. Muốn thằng kia nó đi vào mic, nó cong mic với mình. Một thằng đẩy mic, à đẩy hồi sinh vào, một thằng đẩy từ bên này vào thì có lẽ là dễ ăn hơn, thay vì một người đẩy như này. Khó rồi. Khó rồi. Chỉ còn cách là mình quay ngược về đầu kia mà bắn thôi, chứ còn lao vào như này không được. Bây giờ nó đẩy ra ăn luôn á. Chất chơi người rơi. Mình tính bỏ cuộc thì nó lại đẩy ra, tiếc thế. Hay nếu chuẩn bị tinh thần thì có khi nó lại là người nằm xuống ấy. Nếu muốn mà đẩy A thì đừng có đẩy đường này, mình không thích đẩy đường này, tại vì nó rất là khắm. Nó có một cái lỗ, bọn kia nó rất là dễ xoáy, không thể có chỗ backup cho các bạn có thể chạy linh tinh để đạn... Cái gì ấy? Úi dồi ôi. Đi vào một con bắn này, mình thấy cái đường đạn. Rồi, hầm B đã clear. Bây giờ sẽ là khu vực cao A. Đấy, các bạn thấy ghê không ạ? Team bạn bắn rất là ghê. Này thì ghê. Đâu rồi? À, úi dồi ôi. Hiện tại thì mình đang để kill mark range. Tại vì mình hay bắn súng không phải là súng VIP, nên mình để kill mark range cho nó đẹp, chứ không phải là ngày nào mình cũng bắn VIP, nên anh em cũng hiểu rồi. Thì chắc là mình sẽ tháo kill mark range ra để cho có kill mark của Transformer nó đẹp hơn. Suốt ngày toàn bắn súng thường mà, làm sao mà để kill mark khác được. Rồi, chúng nó lại đi lên cao A hiếp đồng đội mình. Một người nằm ở khu vực mid. Cao A y một lỗ này. Úi dồi ôi, mid có ấy. Rồi bỏ đi. Chúng ta tương flash vào đây thì phải đi lên đây. Quay lại này. Thì quay lại không? Còn thằng bên khu vực hồ sinh nữa. Full hẻm A. Từ từ bạn ơi, cho mình ăn với. Còn thằng bên hồ sinh. Trời ơi, tiếc thế. Đấy, cái thằng nằm chổng vói này. Vãi nồi, chưa kịp đi vào anh em đã nuốt sạch rồi. Từ từ thôi, bình tĩnh. Không thì giả thua đi cũng được để mình ăn hết cho. Mình thì mồm hơi bị rộng ấy. Ăn hơi bị nhiều. Từ từ xem nào. Đấy, thủ sướng nhất là chỗ này. Gặp thằng nào cũng không sợ, sấy qua cái khe cửa này là chết hết à. Úi dồi ôi, nó ăn sạch. Nó đi vào cái đường nào nó để cái thằng 3Z. Nó la liếm sạch thế này. Mới giết được một người.
hồi sinh. Úi dồi ôi, cho mình ăn với. Sao lại ăn hết của mình? Quay xoài, à chín mạng rồi, nhiều quá cơ. Thôi để từ đó ăn bớt đi cũng được. Mình ăn nhiều quá khi lòi mồm. Anh em cũng hiểu mọi người cần chia sẻ kêu cho nhau, không nên lấy hết kêu vào mình. Một quả tương bom. Mình không nghĩ là nó sẽ đẩy hầm B ạ, à. Mình tính đi luôn chứ. Thế đây nào, nó lại đẩy hầm B. Thế là nó lại toi đời cả team luôn rồi. Úi dồi ôi, trên này có hai thằng này. Rồi. Gì đây? Úi dồi, úi mày xuống này. Rồi nghĩ gì? Tuy nhiên bị kia bị ăn đau. Tại vì có cái quả flat ấy, nó mù. Rồi mình tính tương flat để mình lao lên. Nó ai dè nó sấy kinh quá, không thể lao lên được. Chắc mình sẽ làm thêm tượng nữa thôi. Ngắn quá. Ok, hiện tại thì tụi mình đang thua team bạn với tỷ số là 0-1. Rồi nó còn chát lên này thì ân nữa. Gát. Anh em bảo mình rút TMP ra mà cân, nhưng mình không mang theo cái khẩu gây mất cân bằng game đấy. Nói không với TMP mà. Rồi. Lúc nãy thì bị thằng TMP nó đẩy vào khu vực hầm. Đấy, nó lại đẩy vào tiếp kìa. Anh em đâu? Móc đi. Có một thanh niên đang đi móc hầm. Móc thành công. Ok. Hay làm mà này. Cái tội cầm đùa TMP lao vào thể hiện thái độ lười lõm với tụi mình này. Đấy, cứ đứng đây nhử hàng thôi. Còn mọi việc thì cứ số chơi móc ma. Cầm TMP thì bị móc là phải rồi. Làm gì mà căng. Úi dồi, à nó đẩy sạch. Úi dồi, nhà nó cũng đẩy. Sao đi ra qua nhà nó làm cái gì thế không biết. Hiện tại thì sẽ là tình huống 1v3. Và nằm xuống 1. Rồi. Úi dồi, thế nhưng không thấy mình à. Vai xoài. Tại là hư cấu. Vai thật. Một quả ăn team bạn clear ba thằng rất là bình thường. Nó không có để lại, nó không để lại trong tâm trí mình một cái gì đấy mà rất là khó khăn để có thể giải quyết được bọn này. Vãi xoài thật ý. Chấp hả? Ok, chắc bọn này chấp mình rồi. Nó quay lưng lại đấu súng với mình. Ok, I'm fine. Mình biết mình bắn gà rồi. Nhưng các bạn cũng không phải là chấp như thế đâu. Vâng. Chắc là muốn quay lưng lại nhưng vẫn ăn được mình ấy. Gạt. Rồi nó đi đường khác rồi. Nó không đi hầm B nữa. Nó sợ bị móc. Nó đi khu vực cao A. Sao lại không đi hầm B nhở? À trên cao A. Ăn bom mày cưng. Từ từ. Từ từ. Rồi ơi. Vãi xoài. Biết thế mình tương luôn quả flat để ăn. Cái quả đấy mình thấy có thằng tương flash rồi nên mình chỉ tương bom thôi. Thế đích nào nó không mù là thế đích nào nhở? Thật là hư cấu. Một pha tham mạng và lao lên đã xâm mặt lờ. Ngu người. Cái tội tham mạng này. Rồi, lại vào B đi. Mình thích các bạn vào B. Nhưng nếu các bạn không vào thì... Úi dồi ôi, đông. Thôi. Úi dồi, TMP. Úi dồi, thay đạn. Rồi, thôi xong, gãy. Nó đi hai người. Mình không thể ăn được. Gặt thế, ăn được thằng TMP thôi. TMP thì... Hay men. Một quả snap rất là vi diệu. Đến từ thanh niên gót rau cải. Và clear được team. Sao bọn kia sao nó cứ để người ta clear team ấy nhở? Một cười vãi nồi. Và hết mình clear team lại đến thanh niên 3Z clear team. Rồi, mình sẽ đi mic để xem có chặn đầu được tụi nó không. Mình nghĩ mình không thích đứng mic. Tại vì mic là một cái nơi mình không hợp cho mình.
Mình đứng ở đây thì toàn bị bắn chết không à. Mình chỉ thích đi hầm B, rồi đi từ B lên. Đấy thì bắn rất là chất chơi. Đấy là phong cách của mình. Nó chết ở khu vực hầm kìa. À bên này cũng có ấy. Lung đi là phải lên luôn. Úi trời, bom này. Mình sẽ đi móc mic cho. Bạn lên đi. Mic cứ để mình lo. Úi trời, tự nhiên lùi về đây. Vâng. Hai đường đẩy vào thì em ấy sống sao được. Đấy thôi thua. Anh này thì ân này. Rồi sao? Rồi ân thì làm sao? Quái xoài. Bây giờ ân thì làm sao đây? Vâng, thắng được một round cái là này thì ân. Úi dồi ôi, nghe thối hết cả mồm. Úi dồi, nó đẩy kìa. Từ từ thôi, snap, nó chơi sniper rất là gắt. Em cứ bình tĩnh thôi. Nó toàn bắt được người không à. Rồi, có dấu hiệu đẩy vào khu vực mic. Té. Không muốn phích mạng ở round cuối. Mình sẽ đứng đây xem nó đi vào mic không. À, mình bắt đầu nghe tiếng chân. Tiếng chân lẹp bẹp vào khu vực mic. Vào khu vực hồ si. Hai người. Có nên để ra không ta? Rồi nó đi vào rồi anh em ạ. Rồi còn một thằng ở lại. Ở lại là chết. Còn một thằng đông A nữa. Đấy nó đặt bom rồi. Rồi hay lắm DM. Thì kia ăn luôn rồi. Gặt vai. Quả đấy mình tính ăn từng thắng thì biết thế nào đã ăn cả hai. Có khi bị cả hai giết. Ok thì mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhá. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Trời ơi, gặp cái tình nhiên hổ báo. Vâng, ăn được cầm TMP, ăn được trận đầu. Thế là này thì ân ý, hổ báo như gì ý.